trưởng khoa khai khống rút ruột bảo hiểm y tế. Chủ mời cô không uống, cô muốn uống rượu phạt, rất có thể thiên nga bị gãy. Bệnh viện nhà ba đừng có lo chuyện đó. Tôi có cảm giác như bác sĩ ở đây lạm dụng điều trị để mâu tiền bệnh nhân. Để hoàn thiện quản lý bệnh viện của chợ con như thế nào? Kinh doanh thì phải có lãi chứ, ngành y cũng không ngoại lệ đâu ba. Có khác gì cái vụ trên ăn xác chết được con. Mời quý khán giả đón xem vào lúc 22 giờ hôm nay trên kênh Phim Việt, phim Hoa Cúc Trắng.